Thế trước ngày bà nợ nó bao nhiêu? Thì nợ nó cũng, ta cũng thấy vào khối ra đấy, phải đến gần 100 rồi. Thì nợ 100, thì bố biết là cái đống gỗ nhím mới ước lượng bao tiền không? Mà bây giờ thợ đâu hết rồi, thợ làm nhà đâu hết rồi. Thì bây giờ nó vào nó phá nhà nhé, nó tức quá, bắt đầu nó thấy thợ làm ầm ĩ ở đây, xong bắt đầu nó đuổi hết đi rồi, thợ chiều có dám đến làm đâu. Nó đuổi hết thợ đi á? Ừ. Thế bây giờ bố phải làm cách nào đi, nhà xây như thế này đang xây dở, bao giờ mới xong? Bây giờ làm thì bây giờ thợ nó hãi thì nó không đến, thì bây giờ làm sao được, để 1-2 hôm nữa nó đến thì làm tiếp, nhưng làm nữa. Thế không thì bố cứ ra bố báo chính quyền đi, bố bảo công an giải quyết đi. Chứ bây giờ cái đống gỗ nìm đấy không đơn giản đâu, mấy cái cột ấy cũng đã đủ vài trăm triệu rồi chứ có nói. Nhưng mà thì báo giờ thì ăn thua gì, nó lấy về rồi thì ăn thua gì mà báo. Thế bây giờ không, bây giờ mình mà không báo nhá, thì thợ làm nhà